Zero One Rising Hopper kết hợp cùng với Zero One Driver là một chiếc Rô Rai Khi, dụng cụ biến hình chủ yếu của Coro Zero One khi mà nấy kích hoạt là loài châu chấu, hình dạng đại diện cho toàn bộ dòng phim Kamen Rider và không thể nào thích hợp hơn khi đại diện cho chính dòng phim khởi đầu cho thời kỳ Reiwa. Tạo hình của Coro Zero One cũng được đại diện bởi Rising Hopper với toàn bộ cơ thể được bao phủ bằng một màu đen, kèm với đó là những màu xanh neon chạy khắp trên toàn bộ cơ thể. Điểm đặc biệt nhất của form là những đường đỏ chạy khắp cơ thể, đôi mắt đỏ của côn trùng và hơn hết là phần mặt nạ của Kamen Rider. Nó đúng nghĩa là một phần mặt nạ chứ không phải là một phần giáp đầu bao phủ toàn bộ, mà chỉ là một phần mặt nạ ở phía trước phần đầu của Rising Hopper. Đúng với tên gọi của mình, Rising Hopper Zero One cơ bản không mang tất cả những chỉ số cân bằng nhất trong những form ban đầu của Zero One, thiên hẳn về phương diện nhảy. Ngoài khả năng nhảy, tốc độ di chuyển của Rising Hopper cũng thuộc mức cao, nhưng đó chỉ là những tập đầu tiên khi nấy khả năng di chuyển tạo ra những đường năng lượng, tạo ra cảm giác tốc độ nấy cực kỳ cao khi di chuyển. Vũ khí chính của Zero One là Attack Caliber. Đây là một chiếc vali được Izu mang theo bên mình với tông màu cũng tương tự như Zero One là xanh neon kèm với đen. Khi kích hoạt, chỉ cần mở đôi chiếc vali, anh ấy sẽ có một thanh kiếm. Đây là vũ khí đặc trưng của Zero One, nhưng tất nhiên rất nhiều rider trong series đều khả năng sử dụng nó. Vũ khí này được chế tạo bởi tập đoàn Hidden Intelligence. Ngoài sử dụng những đòn chém cơ bản, có rất nhiều đòn Final Attack sẽ được sử dụng với thanh Caliber, đòn tất sát Rising Impact. Anh lao tới đá vào kẻ địch, hất tung chúng lên không trung. Bằng lực nhảy của chân châu chấu, Zero One bay theo kẻ thù và đo đòn Rider Kick cực kỳ mạnh vào người kẻ thù. Đòn thứ hai sử dụng Caliber là Carbon Thrust. Sử dụng sức mạnh của chiếc Rô Rai Khi Rising Hopper, tụ một luồng năng lượng màu vàng bao quanh thanh gươm Attack Caliber và dán một nhát chém tấn công kẻ thù.